Chị chọn về rồi đây. Nào nào. Nào nào. Từ từ thôi. Nhanh từ từ thôi không nhỉ. Nhanh từ từ thôi nhé. Nào nào. Rồi, đầy đầy rồi đấy. Bố chuẩn về rồi đấy. Chị cắt tiếp cho đi ăn nhé. Đi ngủ ngoan đi, ngủ ngoan. Đi ngủ ngoan nha. Nè. Nè. Ngon quá. Nè.
em ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây đi. Đây. Nào nào. Nào nào. Từ từ thôi. Đi từ từ thôi không đi. Nghe từ từ thôi nhé. Ngoan không? Thôi, đầy đầy rồi đấy. Ngon không? Phải ngon không? Ngon chưa? Nhấn nữa nhé. Ngon rồi, em nhai nốt đi. Nhai nốt đi. Này em ngồi 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 ngồi. Ngon không? Xoài có ngon không đi. Này chị đút cho Bi ăn tiếp nha. Mà Bi ngồi ngoan đi. Bi ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Này chị đút cho Bi ăn tiếp nha. Nè, ăn được không? Nè, Bi ngồi xuống đi. Bi ngồi xuống. Ngồi xuống cho chị đút cho em nhé. Đây, đứng nữa nè. No chưa? Bi no chưa? Đây, ăn nốt đi. Sắp hết rồi. Mình cuối, mình cuối, mình cuối. Hết rồi. Thế rồi, Bi giỏi quá, no chưa? Lấy sữa Bi uống nhé. Bi ơi, sữa của Bi đây, em uống đi. Bi uống hết chưa rồi quá. Uống hết rồi nè, uống nó đi. Hết chút quá nè. Hết rồi. Chị cắt cho Bi nhá. Hết rồi, giỏi quá. Nè, chị lau miệng cho. Rồi, lau tay nhá. Ok, xong rồi. Chơi xong rồi. Bia xong rồi, ra đây ngồi chơi chị nhé. Giỏi quá, còn no không em? Ăn xong chơi ngoan nhé. Hôm nay Bi ở nhà một mình giỏi quá, thì chị đi chợ mua đồ. Bi ở nhà với chị ngoan nhé. Cho bố đi công tác, bố chuẩn bị về rồi đấy. Nha mình nha. Bố về bố mua thật nhiều quà cho Bi. Bi có muốn bố về sớm không? Bi ơi, Bi có muốn bố về sớm không? Bố về sớm với Bi nhé. Thì Bi phải ở nhà với chị, Bi phải ngoan, bố mới về sớm. Bố yên tâm, bố làm việc.